Các bạn thấy mấy ngày hôm nay đổ đất cho cái vườn đó, ông xã mình chạy xe cho trong này này đó, cái xe nhỏ nhỏ chạy vô trong này để xuống chỗ kia đổ đất, cái làm trúng cái ớt chuông này tội nghiệp chưa. Bây giờ làm sao đây, lạnh quá, trời đang lạnh các bạn ơi. Mặc áo dài tay rồi mà còn chịu nổi cái này, phải mặc áo ấm mới chịu nổi. Ê, mấy trái ớt chuông bây giờ cũng chín hết rồi, hôm nay mình ra mình hái hết vô ha. Lạnh nói không nên lời các bạn. Cái răng nó muốn đánh cục 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 cục. Lạnh đó, bây giờ mình không hái là hư. Tội nghiệp chưa. Giờ làm sao, kéo bớt cái chậu lên giùm em cái. Kéo nó không sợ, mình kéo lên cho mình. Có nổi đâu à. Thôi mình anh kéo đi, nổi không? Đó, cái đường này mình lót đá, mình chạy tới chỗ kia để mình đổ đất xuống đó đó các bạn. Đổ chưa xong đó. Ở đây nguyên một cái hố sâu thiệt sâu, mà mỗi chắc lâu lâu một tuần hai tuần đổ một chiếc xe tải vậy đó. Rồi mình kéo cái xe nhỏ nhỏ ra đây mình đổ từ từ nè. Bây giờ mình rửa bớt cái ớt này cho nó sạch đi ha, rồi hái, nó dính bụi quá chừng. Dính bụi đất. Rồi, sạch rồi đó. Đợt trước hái vô mình xào nấu ăn ớt rất là ngon. Tươi ngon. Tươi là ngon thôi. Bẻ thôi các bạn. Cây ớt này là bẻ rồi, ở trên này còn ra bông nữa nè. Đó, cứ bỏ vô đây đi. Cây mang tây mình mới mua về chút xíu mình sẽ ra mình trồng ha. Đó. Ớt này ăn giòn, thiệt là giòn các bạn, giòn hơn ớt này luôn nè. Đó, ớt này giòn nhất nè, cái loại ớt ngắn này nó giòn lắm. Chẳng lẽ mình hái vô mình ngồi mình ăn sống nha. Ok ha. Ăn sống cho các bạn xem, nó giòn thiệt là giòn. Quá chừng. Đó. Cái thịt ớt á, cái phần của cái trái ớt này nó dày lắm. Còn cái ớt này thì nó mỏng hơn nè các bạn ơi. Mình mới bóp nhẹ cái nó kêu có rộp, không biết có hư không nữa. Nhìn trái ớt thấy đẹp quá ha. Đó. Sang năm trồng nhiều ớt chuông nữa, ngắm cho nó đã mắt nè. Đó, năm này thì trồng ít thôi. Tiếp tục đi. Đây, còn một trái nè. Nhìn cái trái nó có khía cạnh nhìn giống cái bánh ha. Y như cái bánh bông lan. Bánh bông lan mini nhỏ nhỏ. Vặn đi. Wow, tươi. Ngon quá. Đó. Ba trái rồi các bạn. Trồng ớt chuông nha các bạn. Trồng thấy mê lắm, màu lớn lắm. Ớt chuông thiệt là màu lớn đó. Đó, khi mà mình trồng nó nở hoa rồi nó ra trái khoảng 1 tuần, 2 tuần là mình thấy nó lớn nhanh lắm ạ. Đó, không có này nè, cái trái này. Nhỏ tí ti này các bạn thấy không? Rất là nhỏ thôi, chừng này chắc bằng trái táo tàu á đó. Khi lớn lớn lên nè, nhìn thấy thương không? Cái trái này mình mới có hái được không ta, hay để mấy ngày nữa. Trái gì mà thương quá vậy nè, mới mấy ngày hôm trước mấy cái trái này chỉ nho nhỏ thôi, bây giờ nó đổ rồi nó lớn nè, đã ha. Wow, thương quá. Ngon quá các bạn. Giờ hái trái nào nữa? Thôi vậy đủ rồi chứ. Trái này đi ha. Hái trái này không các bạn? Trái này nãy mình bóp mấy cây cái rột rồi, thôi mình hái đi. Ăn ngon lắm đây. Thiệt đã này. Nhìn cái trái mê chưa. Dài thiệt là dài. Để mình coi bao nhiêu rồi. Hơn nửa găng tay hả? Nửa găng tay à. Rồi bây giờ tiếp tục mình đi hái những thứ khác nè các bạn. Tạm biệt cái ớt nha. Qua những cây khác xem có trái gì hái không. Cây bí ngồi mình nhét vô đây nè các bạn. Đó. Vô trong cái chỗ hoa này là hoa, hoa rau tầng ô. Đó. Ra thấy đã vậy. Cây bí ngồi bỏ vô đây nó cũng lên nữa nè. Đó. Đang tốt đó. Đang ra bông á. Thì trời lại lạnh xuống rồi. Thôi
chạy nhanh qua bên này bẻ bí ngồi chúng thôi, trời tối xuống đây, cây bí ngồi mình cũng mới trồng đây nữa này. Đó, thấy dư thùng là trồng vô, nhanh tay nhanh tay. Ow. Coi coi coi, cà chua nè, cà chua giờ nó đen hết, thấy thương chưa? Wow, vậy là đã chín rồi chưa? Cái chín chưa mà nó đen thui hết trơn vậy nè. Đó, nhìn thấy đã chưa các bạn ơi? Tuyệt vời ha, nhìn cái màu thấy đẹp, thiệt là đẹp. Trái nhóc ơi là nhóc ở trên này. Đây, đây có gì không? Nè, trái này chín rồi. Ghê, vậy là chín rồi đó. Đó, cái màu đẹp chưa? Bỏ vô đây, hái cà chua đen trước đi ha. Trái thấy thương quá. Đây, 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 một mớ chín nè các bạn. Nguyên cả chùm chín luôn chứ. Cái cây này ngã từ bữa hôm đến giờ mình dỡ lên không nổi đó. Một mình á, mình dỡ lên không nổi, cái không có ai dỡ lên cột với mình, cái mình để đây luôn, cho nó dựa luôn. Cái trái này thấy đã chưa? Đấy. Trái cà chua gì đâu mà nó bự. Thôi mình hái mấy trái cà chua đen đi ha. Trái thấy thương quá. Đây, đây, đây. Chín là ngọt ngào quá mà. Mấy con đó nó lên nó cắn liền. Nó đâu có tha đâu các bạn. Nó ăn hết trơn cà chua của mình rồi. Đó, trời tối quá. Trên này có cái cà chua vàng hay cà chua đỏ gì chín này các bạn. Thấy không? Tí mình hái nha. Cái chùm này bị gãy uổng trên này. Gãy khô luôn. Còn cái nào nữa không? Đây nè. Đây có trái chín nè. Đừng có con gì ăn nha. Vậy là chín rồi đó các bạn. Đó. Ba trái cà chua đen chín. Còn nữa không? Wow. Cái này cà chua màu vàng hay màu trắng chín nè. Cà chua màu trắng. Trắng vàng. Nó chín rồi. Hái nè. Ngon chưa? Wow, trái cà chua mà bự ngang ngửa với trái ớt chuông. Tốt thiệt á. Cái cây này để làm màu thôi, chút xíu nữa là trồng. Đợi tới hái xong trái cây trồng là cái cây này sẽ không thấy đường, bị tối rồi. Cây măng tây đó các bạn. Đó, tối thui rồi. Còn nữa không? Còn cà chua đen chín nữa không vậy? Cà chua đen ra trái gì đâu mà. Cái cây gọn gàng ha. Ít nhánh mà nhiều trái. Nhìn trái đen lấp lánh, đen thù lui. Trái này nó bị gãy. Nó héo, chín héo. Chín héo hay chín thiệt vậy? Bỏ vô đây đi. Nó đỏ thấy đẹp quá. Gì đâu mà thấy thương thiệt. Rồi. Đó, quay tới quay lui thấy cái trái này nó bự. Trái cà chua đó. Cái cây nó ngã nè. Trời ơi, mấy cái con chuột, mấy con gì nó vô nó cắn hết trơn nè. Nó cắn hết trơn trái cà chua, tội chưa. Mấy cái con này nó hư thiệt đó. Cà chua của mình chưa kịp ăn nó đã cắn rồi. Giờ làm sao đây? Bứt cũng không ra nữa nè. Cắn hết trơn à. Phá thiệt đó. Thấy chưa? Chưa kịp ăn đã bị mấy con sóc hay con gì nó vô nó cá hết trơn. Mưa rồi lạnh xuống các bạn. Cà chua nó nứt hết trơn rồi. Thôi. Đây, đây, đây. Trong này có trái nè. Cà chua vàng này ăn tuyệt vời lắm nha. Ngọt sợt à. Đi mốt cà chua đi. Cà chua này chín rồi nè. Đó, nguyên cái cây này nè. Nguyên cây như thế này bây giờ chín lác đác rồi nè các bạn. Dưới này nè, đó, lá khô khô là có trái chín. Trái ngon chưa? Quá ngon các bạn. Thiệt đã nè. Cái trái này mới ngon nè. Đó. Từ nãy giờ hái được trái cà chua ngon đó. Ok, xếp vô hết trong này. Còn nữa không? Nè, cà chua bi nè. Trời lại tối nữa rồi. Lúc nào ra hái trái cây cũng tối thui. Wow, cái chùm này chín nè các bạn. Đã chưa nè. Đi vô
Nguyên chùm chín bị con gì đó bào cho miếng rồi. Thiệt tình. Đó, lấy cái chùm này thôi. Trái ok ha. Con gì nó cạp cho miếng. Mấy con này nó phá quá. Đó, giờ làm sao hái. Tay mình bắt cầm mấy cái phim nha các bạn. Sao đây? Ồ. Đấy, được trái. Đẹp chưa? Đó. Ngon ha, cà chua đó nó giòn lắm á các bạn. Chua giòn. Trái này thì bị cắn rồi nè. Đó, đó, đó. Chem thỏ nè. Thỏ thích cà chua lắm. Nè. Nè. Con thỏ nè. Con thích à? Gặm đi. Trơn quá gặm được. Gặm mạnh lên. Đó, 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 đó. Ăn kìa. Thấy thương kìa. Gặm thấy đã chưa nè. Đó, nhìn thỏ ăn cà chua mình thèm quá các bạn. Biển sau nó liếm cho miếng nè. Nó thỏ cạp nè. Đó, 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 rồi. Bỏ chạy luôn rồi, hư chưa. Đó. Cướp trái cà chua chạy mất tiêu rồi. Coi chuột lang bữa nay lớn chưa nè. Đen bóng luôn. Thỏ đen có gì ăn không thỏ đen? Hả? Rau quả gì đầy chuồng đây nè. Thỏ bông ham ăn quá nha. Cạp nguyên trái cà chua vô đó núp ăn một mình kìa. Kìa, hừ quá, không cho thỏ đen ăn với. Thỏ đen, qua ăn đi. Qua ăn đi. Đi, qua ăn. Rồi, ăn chung ha. Ăn chung, cho thỏ đen ăn với thỏ bông. Thỏ bông, cho thỏ đen ăn với. Đó, đó. Bu rồi cho em đen ăn với. Đen ăn đi, đen. Nè, ăn chung nha. Ăn chung. Ok, ăn chung. Đó. Thỏ bông quá là ham ăn nha thỏ bông. Ăn một mình không cho mấy bạn ăn với này này, mấy bạn thỏ này. Đó, chuột lang rồi chỉ đứng nhìn miệng thỏ bông thôi. Thỏ đen vô ăn phụ kìa. Đó, ăn phụ nha. Ăn cho hết đi. Đứng chặt thèm quá cũng vô ăn chung luôn các bạn. Thấy thường chưa? Thích ăn cà chua lắm. Mùa năm nào cà chua xanh á, thỏ đen cũng thầu hết các bạn. Thỏ đen, thỏ bông ăn cà chua mà chuột lang không chịu ăn cà chua đâu nha. Chuột lang này hư lắm đó. Đó, đâu có chịu ăn cà chua. Chuột lang đen nữa nè, lang đen làm gì đó hả? Hả, chuột lang đen đang làm gì đó? Trắng không cho đụng đó. Khôn không? Tối lại ngủ là leo lên lưng thỏ bông ngủ. Lên lưng đi, lên lưng thỏ bông, lên lưng thỏ bông. Hả? Lên, leo lên lưng. Thỏ mẹ từ nãy đến giờ núp nè. Nè, cho thỏ mẹ kìa. Cho thỏ mẹ nè. Thỏ mẹ, cho thỏ mẹ nè. Cho thỏ mẹ cái lá đậu nè. Đó, 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 lại dành, dành. Thỏ bông hư quá nha. Đám nào cũng có thỏ bông ấy, thỏ bông hư quá à. Có gì cũng dành hết trơn à. Thôi ăn đi ha, đi hái trái cây tiếp đây. Đó, trái ngon đây. Loại cà chua dài nè, bây giờ cũng đang chín nè. Cà chua này ăn ngọt ngay à. Ngọt mà giòn. Ít chua lắm. Trái bóng, thiệt bóng. Ngộ các bạn, cà chua lớn á thì mưa xuống nó mong nứt hơn. Còn những cái cà chua bi như thế này á, nó khó nứt hơn. Đó. Đem về nhà mấy bữa là nó chín, nó đẹp lắm. Hôm nay cây măng tây đi du lịch ha. Ngồi chung với mấy trái cây nè. Đó. Hết khiêng qua chỗ này, khiêng qua chỗ khác. Wow, cái bông atiso của mình mấy ngày mà nó lớn quá chừng. Thăm mấy trái bầu của mình nè. Đó, có trái bầu này đang lớn nè các bạn.
Chứ bầu này nó không lớn được, bẻ đi. Trời lạnh á, bầu nó cũng chậm lớn đi các bạn. Thì mấy ngày qua bầu nó chỉ lớn lên được cái chừng này thôi. Hy vọng là bự lên trái bầu này mình sẽ hái vô ăn được ha. Khoảng tháng nữa là lạnh lắm á. Đó, ráng lớn đi nha mấy trái bầu. Đây nữa trái nữa nè. Thấy thương ha. Bóng thiệt bóng rồi còn non lắm, ra lông tơ nè. Đó, đẹp quá. Vậy mà bị lạnh thấy thương quá. Rồi, tiếp tục đi qua chỗ khác. Hái cái thùng dâu triệu view này bây giờ có được cái hai trái này, sao mà lạnh quá rồi tê tái rồi thâm đen luôn nè các bạn. Cái con gì vậy? Đó, bị con gì nó cắn luôn nè. Tội nghiệp cây biết ngồi ngang ngược của mình ngày nào. Tốt thiệt là tốt. Đè cái lá qua dâu triệu view bây giờ. Trời lạnh quá các bạn. Đó, lá thì trắng bợt, trắng hết trơn, lạnh quá chịu đâu nổi các bạn. Rồi ở trên này nè, nó lạnh mà vẫn còn ra trái ra hoa nè, cái ngọn của nó nè các bạn. Đó, nhưng mà nó chậm lớn thôi. Thì ra được trái nào như thế này là mình hái nha. Chứ mình để đây thì cũng hư. Đó, bẻ đi. Nhìn cái trái nó đã chưa. Đó, bẻ nó kêu rồi đó. Dễ ha. Cũng ngon quá chừng nè, còn non lắm á. Đợt này mình ăn bí ngồi non nha. Đó, một rổ trái cây nè, rổ rau quả chứ. Hôm nay đâu có trái cây nào đó. Có hai trái dâu bị hư rồi, bị con sâu nó liếm vào miếng cho con thỏ ăn rồi. Rồi còn nữa không? Bí ngồi hết rồi gì? Mấy nhánh luôn á. Mà bây giờ cũng đang ra hoa nè. Đó, ra hoa không biết có lớn được không mà cứ ra hoa thấy thương ha. Đó, đây nữa nè. Cái nứt lên từng trái vậy đó. Lạnh rồi, chịu thua rồi các bạn ơi. Lạnh là không lớn nổi. Lạnh ngắt luôn mà mình ra mình còn chịu không nổi. Sao cây cối, mấy cái cây này là cây xứ nóng mà. Sống tí không được. Kìa mấy cái cà chua nhỏ nhỏ của mình mới trồng sau này cũng ra trái nữa kìa. Kìa chín đỏ, chín lên cái bị nứt thôi. Để vậy đi ha. Đâu có hái gì nữa. Mấy cây bắp cải của mình nè, bây giờ đang úp lại đó. Úp lại từng lá là thành trái banh. Bắp cải hình giống như trái banh đó các bạn. Thấy đã ha. Đó, mùa lạnh bắp cải sống được nha các bạn. Hey, mấy cây bắp cải nhìn thấy thương chưa. Bắp cải này là bắp cải màu tím nè. Nhìn nè. Đó, tím tím xanh xanh. Thấy thương, dễ thương ha. Đó, từ nãy giờ mốt được chừng này rau quả trong vườn nè các bạn. Rất là lạnh, lạnh ngắt, lạnh ngơ luôn. Mặc cái áo khoác rin mà chịu không nổi. Cái này phải mặc áo ấm dày. Lạnh nhưng mà cũng chưa có đến nổi vô mùa đông đâu. Bây giờ chỉ mới có mùa thu thôi. Bây giờ tiếp tục hái nha. Hái mấy trái dưa leo ở đây. Dưa leo như vậy là đã được rồi đó. Còn ra gai nè. Mấy cái gai này mình đụng vô nó rụng nè các bạn. Đó, nó rụng như thế này là được rồi. Hái thôi. Cái cuốn nó trên này nè. Rất là dễ hái ha. Tươi ha. Hôm nay vô lại có một bữa rau quả nhiều loại ha. Tha hồ ăn. Đó, còn mớ cà chua bi nữa mà. Trời tối quá không có thấy được. Thôi mình hái vậy thôi. Đây nè. Đó, cành cây lá bây giờ nó lạnh đó. Nó khô. Nó khô mà trái nó vẫn còn đu nè. Đó, đu đưa nè. Trái gì đi. Trái con này, trái nhỏ này, quá chừng luôn ha. Tội nghiệp chưa, lạnh quá. Lớn được trái nào thì mình hái vô nhà trái đó đi. Cái trái này nó còn gai. Gai này đã rụng chưa? Gai rụng rồi đó các bạn. Hái nha. Wow. Ngon nghe. Được hai trái dưa leo, một trái bí ngồi, còn một trái bí ngồi bên kia nữa để mình qua mình hái luôn nha các bạn. Bây giờ còn trái dưa leo nào không? Mấy cây dưa leo ở đây hết rồi hả? Đó, còn mấy cái trái này thôi. Mấy trái này ít bữa nữa nó lớn mình ra mình hái tiếp, không biết có kịp không, hay lạnh quá rồi nó bị chai, nó teo lại, nó vàng luôn. Bí ngồi này mình mới trồng sau này nè các bạn. Đó, cũng tham gia ra trái nè. Trái non bóng lưỡng luôn. Bên này cây, bên này có ra trái gì không? Cây bên này cũng đang tham gia ra trái nè. Tội nghiệp chưa. Sắp
tới mùa đông rồi mới bắt đầu ra trái. Thôi, có vậy cũng vui rồi ha. Rồi đi qua mấy cái chỗ khác nữa, xem cái cây này có ra trái gì không mà tốt quá vậy. Kìa bí ngô nè. Đó, đang ra bông. Nó tốt quá chừng vậy. Tự nhiên nó mọc vô trong cái chỗ, cái thùng mình trồng bông artiso nè các bạn. Đó, artiso bữa nay sao cái màu nó ngộ quá ta. Hả? Nó nở, nở hoa hay sao? Nô, hoa artiso này nó màu tím. Bây giờ nó có cái màu thiệt là đẹp nè. Nhìn đẹp chưa? Nhìn cái bông thấy đẹp ha. Cái bông nó mọc thiệt là công phu ha. Mình mà xếp như vậy chắc mình cũng mệt xỉu rồi đó các bạn. Đó, xếp từng cánh, cánh giống hoa sen quá các bạn ha. Nhiều cánh hoa. Đó, đây nè. Trời lại tối nữa rồi. Lúc nào mình cũng hư quá. Đây có trái cà tím nè. Cái tím này trời lạnh quá rồi, hái đi. Để đây đâu có được đâu các bạn. Hái nha. Nhìn cũng ngon chứ bộ. Bữa hôm nó hái vô mấy trái ăn ngon quá chừng các bạn. Xào lên với thịt heo bằm. Trời ơi nó ngon ăn. Ngon thiệt á. Trồng cái gì mình ăn mình cũng thấy hấp dẫn hết trơn. Sang năm, hẹn sang năm trồng nhiều nữa nha các bạn. Đó, mình không. Trời lạnh. Có mấy tháng trời. Đó, mấy tháng ấm áp và được có 5 tháng chứ mấy. Mà mình cũng tranh thủ trồng cũng được mớ trái cây ăn chứ bộ. Rồi đây. Đây ngừng ở đây ha. Thăm. Đó, tội nghiệp cây bí ngô màu vàng chưa các bạn. Bí ngô màu vàng nè. Đó, nó núp vô trong này đâu có phát triển gì đâu. Chắc kéo cái thùng nó ngồi mà bây giờ lạnh quá rồi. Đó, ra được trái tí nị nè. Trái này cũng bự hơn trái chuối rồi đó. Mà còn non quá chừng ha. Nhìn cái trái thấy đẹp, dễ sợ luôn á các bạn. Đó. Còn mấy cái này thì đang ra hoa, gió lạnh quá các bạn ơi. Rung. Rung luôn á. Trời bây giờ 7 giờ chiều rồi, 7 giờ tối rồi đó. Đó, đang ra trái nè. Ra hoa nè. Bí ngô vàng á. Năm này thì trồng chậm quá thôi ha. Ba cây nó nằm trong này giờ lạnh quá, cây lá nó khô. Nó khô rồi nó giòn. Nó giòn rụm. Giòn rụm kiểu này là không thương được. Ăn cái gì giòn rụm thì còn thương chứ lá cây mà nó khô giòn rụm vậy là đáng thương. Đó, ở đây cái thùng bí ngô mà có ba cây đó các bạn. Đó, bây giờ nó cũng tàn úa như thế này. Lạnh, lạnh nó chịu không được. Đó. Cũng ra hoa nữa, thấy chưa? Lạnh mà cũng cố gắng ra hoa nó thấy thương không? Bên này, bên này đang ra mớ trái nè. Đó, mớ bông, bông cái là nó ra trái đó. Đây nè. Những ngày nắng ấm là bí ngô nó lớn vèo vèo các bạn. Một ngày, hai ngày là nó bự như vậy nè. Nó nhanh lớn lắm. Bên này nè. Bây giờ hai cây bí ngô này mình trồng ở đây nè. Trồng sau nè các bạn. Lúc đó mình quay cho các bạn xem nó nhỏ tí. Bây giờ nó cũng ra trái. Nó ra trễ. Bên này nè. Đó, ra được trái như thế này thôi. Trái này còn nhỏ. Cây non quá chừng ha. Đó, ở bên này á, nó sát cái tường nè. Nó ấm. Nguyên dãy đá ở đây cũng chưa làm xong cái vườn này. Đó, nó ấm áp cho nên cái lá của nó ít có bị khô. Ở đây có một trái nè. Trái này hái được rồi ha. Cỏ đâu vậy? Cỏ đâu vô trong này mọc vậy? Cây người ta rễ mệt rồi ha. Đang lạnh mệt rồi còn cỏ vô đây nữa. Đó. Thiệt mấy cái cỏ nè. Rồi. Trái này hát thằng hai trái này. Ok. Nó nhanh gọn không? Mới nhích một cái thôi là đã gãy rồi. Nhìn cái trái còn non mướt luôn các bạn. Đó. Hôm nay hái được hai trái bí ngô vô trong này. Nguyên một rổ rau luôn á các bạn. Đó, mình chịu khó mình trồng rau trong vườn. Lát đát mình trồng cũng không có nhiều lắm. Mỗi nơi chậu chậu vậy đó mà hái xong cái cầm cái rổ thấy thương ha. Ở đây nè các bạn, đậu á. Đó, đậu này là đậu ngọt để mình xào nè, ăn nó giòn lắm. Mình trồng ké vô trong này nè, bây giờ ra trái này thấy thương chưa. Đó, trái đậu mà nhìn nhóc luôn. Xong cùng với cái màu lá chả có thấy trái đậu đâu hết trơn á. Nhìn rõ mới thấy được các bạn. Đó, hái ha. Hái mấy trái vô, xào ăn.
đó. Nhìn y như cái lá. Trái này ăn giòn lắm. Mình bóp nè, đó, các bạn nghe không? Nó giòn, giòn lắm á. Cái tay mình đem thù lui đất này ra nhổ cỏ đất á. Các bạn nói cô tay cô ở dơ sao đất quá. Mỗi lần ra vườn á, mình nhổ cỏ một cái là dính đất. Nè, đó. Cặp này, hai trái này. Đậu này ngon lắm, chút vô xào ăn nha. Nhiều lắm á, ra trái nhiều, còn nở hoa nữa nè. Hoa đậu thì đang nở mà lạnh xuống rồi. Hết chỗ để rồi. Cái rổ này ha. Chặt chỗ rồi các bạn ơi. Chặt chỗ rồi sao đây. Đậu nó ra trái thì thương quá. Mình hái thì để hư hết uổng quá. Bên này nữa nè. Ăn nó giòn, đậu này nó giòn. Đây nè, một chùm ba trái nè. Có thấy rõ không ta? Đó, mấy trái đậu nè. Tươi. Trái này mình hái nửa chừng mới còn dính nè. Ngon chưa? Bỏ đâu? Bỏ đâu vậy? Bỏ đây đi ha. Còn nữa không? Hái nhanh đi, đi vô. Tối quá rồi. Một mớ đậu này các bạn, nằm trong này nè. Mình gom mình bứt một cái luôn ha. Wow, nguyên cả chùm luôn á. Đậu này ăn mới đã nè, nó non. Ngon chưa? Đó. Được một phần cơm ăn với đậu rồi nè. Thấy không? Còn nhiều nữa đó. Mai ra hái nha, bây giờ sao tới phui không thấy gì hết trơn rồi các bạn ơi. Còn nữa không? Trên này. Bò lên cây cà chua nằm trên này nè. Các loại rau quả chặt hết trơn rồi, đâu có chỗ cho đậu nằm đâu. Đậu phải ở riêng rồi. Đổ vô đây được không? Ok không? Ok ha, đổ vô đi. Tìm chỗ cho đậu nằm nè. Đó. Lúc thì hái ít quá, lúc thì hái chen chúc nhau mà hái. Đậu nằm chỗ đó ha. Nhìn ngon ha các bạn. Vô xào cà tím ăn nè, ăn dưa leo nè, ăn bí ngồi nè, ăn ớt nè, ăn cà chua nè. Quá đã luôn, còn có đậu nữa chứ. Rồi, bây giờ mình vô nhà nha các bạn. Trời quá tối rồi nè. Đó, trăng lên nè. Nửa mặt trăng lên nè các bạn. Đó, tối thui rồi mình mới được ra ngoài hái rau quả. Lúc nào tới tối mới rảnh các bạn. Nguyên dãy cà chua nè. Rồi nguyên dãy thùng dâu nè. Tạm biệt nha, đi vô mấy thùng dâu cứ ở đây nở hoa từ từ nha. Rồi khi nào ra trái thì cứ ra thu thôi. Bây giờ đâu có trái đâu mà hái. Các bạn nhắc nhớ mấy thùng dâu quá cô ơi. Đây, mấy thùng dâu bây giờ cứ vậy đó, là hoa thôi. Đó. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình, các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác. Mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.